chị đẹp của nhà TTV là có thêm một mẫu thiết kế của nhà em nữa các chị ạ. Và đây là một cái mẫu đầm rất là đặc biệt giữa sự kết hợp tay bên đây là tay con và tay bên đây là tay rốt cho các chị nhà mình ha. Tạo cho mình một cái cảm giác là trẻ trung hơn và rất là lạ cho cái mẫu đầm TTV 387 mà em đang mặc. Mẫu này thì hiện tại đang có giá niêm yết của nhà em là 435.000. Mình chia sẻ bài viết được hỗ trợ giảm còn 415 và được miễn phí ship toàn quốc cho chị em nào nhà mình ở xa không ghé cửa hàng của nhà em được nha. Còn chị em nào nhà mình ở gần TTV có thể ghé ngay qua ban chi nhánh là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lữ Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để mình cùng em săn mẫu sản phẩm này. Thiết kế dựa trên chất liệu vải đó là vải nhuộm trơn cao cấp có độ co giãn rất là nhiều, phơm a nhẹ che hoàn toàn khuyết điểm eo to và vòng eo bánh mì của các chị luôn. Thêm hai phần túi ở hai bên rất là tiện cho các chị nhà mình diện mẫu đầm này để mình đi công sở hoặc là mình đi tiệc nhé. Và đây là tông màu đỏ đô của mạng sản phẩm TTV 387 mà em đang mặc cho các chị nhà mình xem. Nhìn cái phần vai của em nó rất là sang đúng không ạ? Kết hợp thêm một cái nơ em đi cho các chị nhà mình trên cái phần vai như thế này thì vừa sang trọng và vừa trẻ trung cho em Nhung các chị nha. Và giá cũng rất là hợp lý, chỉ có 435.000 thôi ạ. Chia sẻ được hỗ trợ giảm còn 415.000 và miễn phí ship toàn quốc cho các chị nhà mình luôn. Đây xích lại gần cho các chị xem hai túi thiết kế hai bên được sườn giùm em. Phơm đây là phơm suông A nhẹ nè, nên là nó sẽ che đi được cái phần bụng to cho các chị em nha. Tông màu đỏ đô và tông màu xanh vỏ đậu mà em Nhung giới thiệu cho các chị. Nếu như mà mình ưng ý cái mẫu mã sản phẩm này, có thể để lại comment ở trên bài viết này giùm em là TTV 387 kèm kèm là xanh hoặc số điện thoại nè, và 387 đỏ hoặc số điện thoại giùm em Nhung nhé. Các bạn bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn chốt đơn hàng cho các chị, hoặc mình có thể ghé ngay qua ba chi nhánh của nhà em để cùng trải nghiệm sản phẩm TTV 387 mà em Nhung đang mặc nhé. Xin chào tất cả các chị đẹp nhà TTV. Mẫu đầm em Nhung đang mặc mang mã số sản phẩm là TTV 480. Đây là một cái mẫu đầm mà nhà em rất là công phu để có thể là may lên cái phơm đầm như thế này cho các chị nhà mình. Với cái thiết kế là tông nền màu đen và chảy dài, cái phần dưới lai váy là những cái bông hoa to màu vàng rất là sang trọng luôn. Và cái phần màu đen nó sẽ nằm ở trên cái phần bắp tay nè, phần bụng nè và phần hông của mình làm thon gọn dáng của các chị nhà mình ha. Rồi thiết kế thêm giùm em là tay bồng và có xẻ phần tay như thế này cho mình để giúp cho chị em nào nhìn mình bắp tay to cũng có thể thoải mái diện cái mẫu đầm TTV 480 mà em Nhung đang mặc. Mẫu này hiện tại bên nhà em đang có giá là 445.000, áp dụng chương trình ưu đãi cho các chị là nếu như mà mình chia sẻ bài viết này sẽ được hỗ trợ giảm giá và miễn phí ship dành cho các chị nhà mình ở xa ha. Ở gần thì có thể ghé ngang chi nhánh của nhà em tại địa chỉ đó là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Tân Quận Tân Phú để cùng em Nhung trải nghiệm sản phẩm TTV 480, vì đây là một cái mẫu đầm có thể mang đến cho các chị nhà mình một cái cảm giác thoải mái và rất là tiện khi mà mình đi làm, bởi vì em nó có hai cái phần túi ở hai bên như thế này. Còn chị nào nhà mình ở xa không ghé có thể là ở cửa hàng của nhà TTV được thì mình có thể đặt hàng lên trên bài viết này nhé. Cú pháp đặt hàng đó là TTV 480 kèm cho em Nhung số điện thoại, các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị ạ. Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Thêm một cái phơm đầm suông A dành cho các chị nào nhà mình béo bụng nữa nha. Và nếu như mà các chị nhà mình đang có những cái khuyết điểm ví dụ như là bụng to, eo bánh mì thì các chị nhà mình có thể chọn những cái mẫu đầm phơm suông A giống như em Nhung đang mặc. Mã sản phẩm em đầm này là TTV 315 và giá của em nó chỉ có 355.000 thôi. Vẫn áp dụng chương trình cho các chị là hỗ trợ giảm cho mình 20.000 kèm cho em ưu đãi miễn phí ship toàn quốc dành cho chị nào nhà mình ở xa không ghé cửa hàng của nhà em được nha. Cái phơm đầm mà em Nhung đang mặc nè, nó sẽ kết hợp cái phần lai đuôi cá và cái phần tay bèo như thế này, thêm cái phần ren tạo cho cái điểm nhấn mẫu đầm TTV 315 này trông nó trẻ trung hơn, sang trọng hơn. Và chất liệu vải của em nó là thun mịn nhắc độ co giãn thoải mái cho mình ạ. Có thiết kế hai phần túi ở hai bên. Mẫu này thì đang có mặt tại ba chi nhánh của nhà em luôn. Địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Các chị có thể ghé ngang qua để săn em đầm TTV 315 hai tông màu đen hoặc là màu đỏ giúp em Nhung nhé.
và thêm một thiết kế màu đỏ đô của mã sản phẩm TTV315 em Nhung đang giới thiệu cho các chị. Chất liệu vải thun mịn là một chất liệu vải rất là thoải mái dành cho chị em nào nhà mình chuyên đi công sở hoặc là mình đi tiệc nhé. Kết hợp thêm cái phần ren lưới chấm bì ở cái phần tay làm cho cái mẫu đầm này nó trẻ trung hơn rất là nhiều, và thêm cái phần đuôi cá phía dưới là vải nữa. Mẫu đầm TTV315 mà em Nhung đang mặc thì có giá chỉ có 355.000 thôi. Nếu như mà các chị nhà mình chia sẻ bài viết này sẽ được hỗ trợ giảm giá còn 335.000, và size của em nó sẽ từ 45 cho tới size 72 cân các chị mặc vừa nhé. Ghé liền vào chi nhánh của nhà TTV để mình cùng săn sản phẩm TTV315 em Nhung đang mặc, hoặc là mình có thể comment đặt hàng lên trên bài viết này là 315 đỏ số điện thoại hoặc là 315 đen số điện thoại sẽ được các bạn chuyên viên bên nhà em liên hệ lại tư vấn và gửi mã giảm giá kèm mã ưu đãi miễn phí ship cho các chị nhà mình nhé. Xin chào tất cả các chị đẹp của nhà TTV. Hôm nay với Nhung có một cái mẫu đồng phơm A rất là xinh dành cho các chị, và vẫn là cái tông màu mà đang được rất là nhiều chị em nhà mình săn đón, đó là tông màu cà phê nha. Cái mẫu đồng với Nhung đang mặc có mã số sản phẩm là TTV552, size chắc chắn cho các chị nhà mình từ 45 cân cho tới size 73 hoặc 74 cân dùm em, là các chị nhà mình mặc vừa, tương đương tức là từ size S cho đến size 3XL các chị nhà mình ạ. Và mẫu đồng này giá cực kỳ siêu rẻ cho các chị luôn, chỉ có 415.000 thôi nha. Vẫn có chương trình áp dụng cho các chị nào nhà mình có chia sẻ cái bài like này giúp em, đó là mình sẽ được hỗ trợ giảm giá là 20.000 nè, áp dụng cho các chị mua online hoặc là mình tới shop mình mua cũng được nha. Còn chị nào nhà mình ở xa thì mình đặt hàng mình sẽ được hỗ trợ miễn luôn cả phí vận chuyển nha. Chất liệu vải của mẫu đồng 552 này đó là chất liệu vải đuổi trơn cao cấp có độ co giãn nè, và vải này nó dày dặn, nó thấm hút mồ hôi, nó có độ co giãn giúp cho các chị nhà mình thoải mái. Và đây là cái điểm nhấn của em đồng này, đó là một cái nơ vé vé xinh xinh trên cái phần cổ. Đây là hai cái bẹ cổ các chị nhà mình nha, và sau đó mình cột thành cái nơ. Và khi mà các chị nhà mình nhận được hàng thì nó sẽ là một cái nơ xinh xinh như thế này ạ. Phần tay thì em có may nhúng cho các chị để giúp cho chị em nào nhà mình có cái khuyết điểm là cái bắp tay của mình nó hơi to, mình mặc cái mẫu này nó sẽ che đi được cái khuyết điểm tay to cho mình luôn. Hai túi thiết kế hai bên giúp cho các chị nhà mình có thể là tiện lợi hơn khi mà mình đi làm hoặc là mình đi du lịch đi chơi nha. Ưng ý thì ghé liền ba cửa hàng để săn liền mẫu đầm TTV552 mà Vĩ Nhung đang mặc tại cửa hàng 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh giúp em. Còn chị nào nhà mình ở xa thì mình ghé liền đặt hàng lên trên bài like này giùm em nhé. Theo cú pháp là TTV552 kèm cho em là màu cà phê nè và số điện thoại các chị. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho mình nha. Nếu như mà mình đã quen quá với những cái tông màu đen nè, đỏ nè, thì ngày hôm nay các chị nhà mình có thể đổi qua một cái tông màu xanh rêu mà với Nhung đang mặc ha. Rồi, với lại cái mẫu đầm này đó là phơm A cho em, phơm A nhẹ, mã số sản phẩm là TTV552 các chị nhà mình nhé. Mẫu này thì bên em về đủ size cho các chị nhà mình từ 45 nè cho tới tầm khoảng là 75kg là các chị nhà mình có thể mặc vừa, nhưng mà chiều cao phải hơi cao chút xíu nha. Còn ví dụ như mà mình cao tầm khoảng 1m50 mấy thôi thì tầm khoảng 72 hoặc 73 cân giùm em. Chất liệu vải em thiết kế lên cái mẫu đồng này đó là đuổi trơn cao cấp, vừa co giãn vừa thấm hút mồ hôi, và bề mặt vải của nó cực kỳ là sang trọng dành cho các chị nhà mình luôn. Cái nơ này á là các chị nhà mình có thể thắt lại được nha, chứ bên em không có kết gọi là chặt ở trên cái phần cổ cho mình. Phần tay thì bên em có nhúng nhẹ cho các chị, tạo cho mình một cái cảm giác gọi là thoải mái hơn, với lại nó che đi được cái phần tay to của mình, che hoàn toàn khuyết điểm tay to cho các chị luôn. Mẫu này đồng này hiện tại đang được trưng bày và bán tại ba cửa hàng của nhà em, địa chỉ là 1192 Quang Trung, phường 8 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, 22 Phú Lợi, Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, và 439 Lũy Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh giúp em nha. Mình có thể ghé ngang qua ba chi nhánh để mình có thể săn cái sản phẩm 552 này. Và mình nhớ là chia sẻ cái video này giúp em để mình có thể là nhận được chương trình ưu đãi giảm giá 20.000 ạ. Còn chị nào nhà mình ở xa thì mình comment đặt hàng lên trên cái bài viết này luôn. Theo cú pháp là TTV552, giá 415, chia sẻ bài viết hỗ trợ giảm còn 395.000 và miễn luôn cả phí giao hàng cho các chị nhà mình ở xa nha. Để lại số điện thoại giùm em, các bạn chuyên viên bên nhà TTV sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nha. Cảm ơn tất cả các chị đã xem hết video này của nhà TTV. Và các chị ơi, hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để có thể nhận được thật là nhiều thông báo của nhà em. Và nếu như mà chị em nào nhà mình ưng ý sản phẩm của nhà TTV, hãy để lại cho em xin mã sản phẩm cộng màu và thêm giùm em số điện thoại. Các bạn chuyên viên bên nhà em sẽ liên hệ lại tư vấn và chốt đơn hàng cho các chị nhà mình.